Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Lấy chồng giàu có, sống trong căn nhà mười mấy tỷ ở giữa trung tâm thành phố, đi đâu cũng có xe ô tô xịn đưa rước. Thế nhưng, người vợ trẻ 27 tuổi này từ khi lấy chồng luôn phải sống trong cái đắng, luôn bị chồng vu oan là vá chênh để lừa làm đám cưới. Vậy, chi tiết của sự việc này ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo lời Tú kể, cô sinh ra và lớn lên tại thành phố Hòa Bình trong một gia đình cơ bản, với bố là trưởng phòng văn hóa, mẹ là giáo viên. Từ nhỏ, Tú đã được sống trong sự yêu thương của bố mẹ. Ngay khi còn là sinh viên trường Đại học Thăng Long Hà Nội, Tú đã là một cô gái năng động. Cô vừa học vừa đi dạy thêm để có tiền tự trang trải cuộc sống mà ít phải nhờ tới sự viện trợ của mẹ. Sau khi ra trường, Tú kinh doanh quán cà phê. Thời điểm này, cô cũng tiếp tục học lên thạc sĩ Đại học Ngoại thương. Sau khi đã mở hai quán cà phê trước đó ở Hà Nội, Tú tiếp tục khai trương quán cà phê âm nhạc ở Thái Thịnh. Trong buổi khai trương này, Tú đã bất ngờ gặp một vị khách không mời, đó chính là Hùng, sinh năm 1983, chồng Tú hiện nay. Tú kể về chồng những ngày đầu mới quen. Mình lúc ấy chẳng biết anh là ai, chỉ biết bố của anh trước đây chính là bạn của bác nhà mình. Sau ngày đầu hai đứa quen biết, anh cứ liên tục nhắn tin gọi điện làm quen suốt. Rồi anh tâm sự nhiều điều, rằng anh đã từng có một đời vợ và một đứa con trai. Hiện anh cũng đã ly hôn vợ, nhưng vẫn trợ cấp cho vợ con đầy đủ. Nghe những lời tâm sự của Hùng, Tú nghĩ Hùng là một người đàn ông đường hoàng, rất chín chắn, nghiêm chỉnh và tử tế. Bởi thế, trước những quan tâm Hùng dành cho, Tú cũng đáp lại. Hai đứa quen nhau khoảng 5 tháng, thì anh cũng nói nhiều đến dự định kết hôn. Thời gian này, Hùng vẫn tỏ ra là người đàn ông đáng tin cậy và yêu chiều mình hết mực. Anh cũng nói rằng hai đứa nên sớm có con. Vì cuối năm 2014, anh bảo có con là đẹp nhất. Tin tưởng anh nên chúng mình đã đi đăng ký kết hôn và chờ ngày cưới. Tú kể lại. Thế rồi trong một lần đi ăn, Tú bị say rượu và hai người đã vượt qua ranh giới mà Tú vốn từng rất kiên quyết giữ đến khi kết hôn. Tú cho biết, sau lần đầu tiên gần gũi, thấy mình vẫn còn là cô gái còn trinh trắng nên anh càng ráo riết tiến hành đăng ký kết hôn. Song chính thời điểm sau khi trao thân cho chồng, mình mới dần dần nhận ra con người thật của anh. Từ sau lần ân ái đầu tiên và một hai lần sau đó, Tú đã đón nhận tin vui, có bầu. Nhưng cũng từ đây, chồng sắp cưới của Tú thường xuyên ghen tuông với quá khứ yêu đương trong sáng trước đó của Tú. Cay độc và đau đớn hơn, anh thường xuyên chửi Tú dễ dãi. Hùng cũng liên tục chỉ trích Tú rằng đã mất trinh và vu cô đi vá trinh để có bằng cớ lừa lọc anh. Quá sốc và thất vọng, Tú đã bỏ về Hòa Bình và từ chối tổ chức đám cưới với Hùng. Thế nhưng, như biết mình đã sai, Hùng đã 4 lần về nhà Tú và quỳ xuống xin Tú làm đám cưới. Thời gian yêu và sắp cưới này, anh vẫn liên tục nói dối mình mà mình không biết. Anh bảo rằng đã mua nhà mười mấy tỷ ở Trung Kính và mua xe ô tô mấy tỷ để chuẩn bị cho cuộc sống mới của hai đứa. Anh cũng bảo có bằng đại học. Song khi về nhà chồng mình mới biết rằng tiền mua nhà mua xe đều là tiền của bố mẹ chồng bỏ ra. Rồi khi đi xin việc cho chồng, mình mới biết chồng chỉ có bằng trung cấp. Đấy, tính anh cứ huênh hoang, sĩ diện thế đấy. Tú cho biết, thời gian đầu sau đám cưới, mọi thứ với vợ chồng trẻ nhà Tú vẫn bình thường như bao cặp vợ chồng khác. Lấy chồng giàu có, Tú phải chấp nhận bỏ công việc kinh doanh quán cà phê trước đó của mình vì chồng và mẹ chồng không thích. Thời gian này, Tú ở nhà làm đủ mọi việc nhà, nhưng Hùng vẫn khá quan tâm đến cô. Khi Tú có bầu tháng thứ 5, thì cũng là lần đầu tiên Tú bắt gặp những tin nhắn lăng nhăng của chồng với người con gái khác. Hùng thường xuyên thay đổi thái độ với vợ và đi sớm về muộn triền miên tới 1-2 giờ sáng mới về. Khi về nhà, anh cũng không hỏi han vợ ăn uống bầu bí thế nào. Hùng chỉ ôm điện thoại nhắn tin rồi lăn ra ngủ. Tú đã nhiều lần tâm sự và khuyên nhủ chồng nhưng không được. Quá ức chế với người chồng lăng nhăng như vậy, Tú bắt đầu thấy ghê tởm người gối ấp tay kề với mình. Cô không cho Hùng động vào người, và Hùng cũng tỏ ra không có nhu cầu mặn nồng yêu đương với vợ. Cứ đi làm từ sáng đến đêm mới về, Hùng lại ngủ ở phòng khách. Khi Tú mang bầu tháng thứ 8, ban ngày Hùng đưa Tú lên trường lấy giấy báo thi cao học. Chiều tối, Tú lại bắt gặp tình huống chồng qua lại với cô gái khác. Chiều ấy về, chồng mình tắm rửa sạch sẽ và đi uống bia đến 2 giờ sáng mới về trong tình trạng say khướt. Khi chồng đang ngủ ly bì thì mình bắt được một tin nhắn của một cô gái đến số điện thoại của chồng. Sáng hôm sau mình đòi bỏ đi, ban đầu anh ấy còn chửi bới mình, bảo không có bằng chứng thì đừng nói linh tinh. Chỉ khi mình đưa ra bằng chứng tin nhắn cô bồ kia nhắn đến thì chồng mới nhận và xin lỗi. Anh lại thề sống thề chết. Mẹ chồng thì khuyên răn con dâu là phụ nữ phải biết chịu đựng.
Nghĩ đến con, mình lại tiếp tục ở lại nhà chồng. Tú kể lại, rồi cũng đến ngày Tú sinh con. Vì sinh con trai nên Hùng cũng rất vui mừng. Suốt thời gian ở viện, Hùng vẫn mang cơm vào viện cho vợ ăn. Nhưng từ khi ở bệnh viện về nhà, Tú phải vật lộn một mình với con. Sau sinh, mẹ chồng dù ở nhà nhưng không giúp bất cứ việc gì, còn bà ngoại phải về Hòa Bình dạy học. Chồng thì đi suốt ngày suốt đêm và say xỉn suốt. Một mình cứ làm hết mọi việc nhà, chăm con. Mình không kham nổi, bảo mẹ chồng thuê người giúp việc thì bà không chịu. Bà sợ thuê người giúp việc, bao của nã nhà chồng dễ bị dòm ngó. Tú bức xúc kể lại, hết 3 tháng ở cửa nhà ngoại, Tú về lại nhà chồng. Thời điểm này sát Tết âm lịch, chồng Tú vẫn đi triền miên chẳng là Tết nhất, đối nội, đối ngoại. Thời gian này, Tú vẫn bắt gặp những tin nhắn của chồng với nhiều người phụ nữ khác. Ngoài ra, nhiều bạn bè của Tú cũng tiết lộ hay bắt gặp Hùng đi với người phụ nữ khác ở bên ngoài. Song giữ ý, các bạn không dám kể cho Tú biết. Khi con trai được 7 tháng tuổi, quá ngột ngạt khi phải sống trong gia đình như thế, Tú xin mẹ chồng và chồng cho đi làm trở lại. Mình xin đi làm để thứ nhất không phí bằng, thứ hai đầu óc khuây khỏa hơn. Thế nhưng mẹ chồng và chồng đều không cho, họ bắt mình ở nhà đến 2 năm mới được đi bởi con còn quá nhỏ. Nhưng mình cứ nhất quyết đi vì không thể chịu được và sống mãi được trong cảnh chồng bội bạc. Trong cuộc họp gia đình hôm ấy, khi biết Tú xin đi làm, chồng Tú ném điện thoại của vợ và chửi rủa rồi bỏ đi. Mong nhận được sự cảm thông từ mẹ chồng thì Tú lại nhận được câu trả lời lạnh lùng. Mẹ chồng nói rằng, nếu hôm nay quyết đi thì không được ở đây. Nhà chồng mình nói vậy nhưng mình vẫn nhất quyết đi. Mình khóc gọi cho bố mẹ đẻ ra đón. Bố mẹ mình ra nhà chồng nói chuyện và xin phép cho mình về nghỉ lễ 30 tháng 4 chơi vài hôm. Mẹ chồng mình không đáp lại. Em chồng thì gọi cho chồng mình 20 cuộc về nói chuyện với bố mẹ vợ, nhưng anh cũng không thèm về. Khi bố mẹ và mình vừa ra đến cửa nhà mới thấy chồng mình về trong bộ dạng say xỉn. Khi mình bế con ra ô tô, mẹ chồng mình đóng cửa cái rầm. Tú nhớ lại những ngày ê chề từ khi lấy chồng giàu. Ra khỏi nhà chồng từ cuối tháng 4 vừa rồi, hai mẹ con Tú ở nhà mẹ đẻ mấy hôm. Sau đó, Tú về lại nhà chồng chuyển đồ ra ngoài ở. Để ổn định cuộc sống, mẹ con Tú đã lên Hà Nội tìm thuê nhà và Tú cũng bắt đầu đi làm trở lại. Từ ngày sinh con và sau khi ra khỏi nhà chồng được khoảng hơn 1 tháng, ngày 1 tháng 6 vừa rồi, mẹ chồng mình mới đến thăm hai mẹ con tại nhà trọ. Bà cho cháu mấy bộ quần áo, ít ván sữa và 1 triệu tiền mặt. Mình không lấy, nhưng bà cứ dúi vào cho cháu. Đây là lần đầu tiên bà hỏi han cũng như tặng quà cháu. Từ ngày vợ bế con ra khỏi nhà chồng, Hùng chưa một lời gọi điện thăm hỏi hai mẹ con. Một mình Tú vừa nuôi con vừa đi làm. Ban đầu mình vẫn đi làm cho một công ty xuất nhập khẩu, nhưng lương chỉ được 8 triệu, không đủ trang trải cho cuộc sống. Do đó mình đã xin nghỉ và quay trở lại kinh doanh quán cà phê như trước khi lấy chồng. Cũng may công việc thuận lợi, mình cũng được bà ngoại vừa nghỉ hè xuống trông giúp cháu cho đi làm. Cho tới cách đây 3 ngày, Tú sốc và uất nghẹn khi vợ chồng chưa chính thức bỏ nhau mà Hùng đã ngang nhiên tung ảnh bồ mới của Hùng lên trang cá nhân của mình và nói yêu cô gái ấy. Có vẻ như anh ấy đã đẩy vợ và con thơ ra khỏi nhà để dễ bề bồ bịch. Khi mình phát hiện ra thì mình uất nghẹn không thể chịu đựng. Tức nước vỡ bờ, Tú đã quyết định ly hôn, chấm dứt quãng thời gian cơ cực sống với người chồng giàu có. Một năm qua sống bên chồng trong ngôi nhà hơn chục tỷ của nhà chồng, thực sự mình chẳng khác nào người ô sin, người đẻ thuê. Mình cũng có ăn có học, đẻ con cho chồng nhưng luôn bị chồng coi thường, quát nạt ra lệnh và nhiều lần phản bội, lăng nhăng bên ngoài. Quá sức chịu đựng nên mình đã phải ôm con bỏ đi. Nhiều lần mình muốn chết, nhưng vì con phải sống. Mình luôn tự nhủ phải sống để vượt lên số phận. Hiện mong ước duy nhất của người vợ trẻ bất hạnh 27 tuổi này là đến lúc này mình cũng chẳng cần gì nữa, mình chỉ cố gắng sống vì con. Mình cũng muốn phanh phui chân dung người chồng giàu có của mình để đừng cô gái nhẹ dạ nào bị lừa ngoạn mục như mình và vợ con trước của anh nữa. Tên nhân vật đã được thay đổi. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ BNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.